Anh đang đọc gì thế? Một, hắn ta có thể đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Annie, có chắc là anh muốn đọc cái này ở công viên công cộng không? Dấu hiệu thứ hai của một kẻ tâm thần, đó là hắn ta có mang vũ khí bên người. Anh có chắc là anh muốn đọc tiếp dấu hiệu thứ ba không? Hắn có cặp silicon. Đợi đã, không phải rồi, hắn ta sẽ tấn công bất thình lình đấy. Cứu lấy mình đi, Ano. Tìm cách đánh lạc hướng hắn rồi chuồn sớm đi. Thôi kệ đi, anh nên chạy ra chỗ công cộng có nhiều người chú ý ấy. Sao không có ai đáp lại hết vậy? Các nhà tâm lý học khuyên rằng hãy la cháy thay vì giúp với, mọi người sẽ chú ý đến anh nhanh hơn đấy. Gọi cho cảnh sát cũng là một ý hay. Giờ thì 48 tiếng sau khi anh chết, họ sẽ bắt đầu truy tìm anh thôi. Đùa thôi mà, cứ đợi họ đến đi. Và giờ tập hết rồi đấy. Có vẻ như anh đã chạy thoát rồi. Nhưng đừng lơ là cảnh giác chứ. Vài kẻ điên có thể truy tìm nạn nhân hàng tháng đấy. Và cũng đoán được chính xác nơi mà nạn nhân sẽ đến. Nhân tiện thì trốn vào mấy hẻm tối thế này không phải ý hay đâu. Có vẻ như chẳng có thứ gì có thể giúp anh rồi. Chứ, chà, cái đó có khả năng đấy. Cứ đồng cảm với kẻ giết người đi. Động cơ của chúng có thể khác nhau. Một vài tên thì thích sức mạnh, vài tên có thể bị ảo tưởng, và một vài tên tự cho mình là kẻ thanh lọc xã hội. Nhưng tất cả bọn chúng đều cô đơn và đau khổ đến tận tâm can. Nên là nếu anh đụng chúng chỗ ngứa thì có khả năng sống sót được đấy. Đúng thế, anh sẽ phải chịu đựng một vài thứ đáng sợ và lắng nghe những ý tưởng điên rồ của hắn ta. Nhưng rồi cũng kết thúc thôi. Mấu chốt là đừng để lộ cảm xúc thật của mình ra. Hãy nhớ rằng sẽ có người đến cứu. Và việc cuối cùng cần phải làm chỉ là giải thích cho cảnh sát hiểu tại sao hắn ta lại coi anh là bạn thân. Xin chúc mừng, Ano. Anh vừa đăng ký tình nguyện thử nghiệm dự án ra chống đạn đấy. Wow, vẫn còn sống sao, siêu nhân. Vậy là thí nghiệm thành công rồi. Này Annie, mấy người này trông có vẻ khá hài lòng đấy. Nhưng họ vẫn muốn tăng độ khó lên. Súng phóng lựu có thể phóng ra một quả lựu đạn đi với vận tốc 120m/s. Và nó có thể xuyên qua khiên thép dày 50cm. Giờ chúng ta cần thứ gì đó nghiêm túc hơn. Ví dụ như lớp da làm từ foren. Đây là loại vật liệu mạnh nhất theo nghiên cứu. Một dạng thù hình của carbon. Và nó mạnh gấp 200 lần loại thép mạnh nhất. Chúc mừng nhé, Annie. Làn da foren của anh có thể chịu được quả tên lửa đó đấy. Mà tất nhiên, não của anh thì không như thế. Sóng xung kích đã biến nó thành cục thạch nhão nhét rồi. Nhưng may thay, anh đang ở phòng thí nghiệm siêu bí mật. Đúng rồi đó, Ano, thời cơ đến rồi, trốn đi. Dù sao thì, vũ khí tự động chẳng làm hại anh được. Thật ra thì, anh không thể bị bóp cổ hay bị xe tông cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng sức mạnh đó, Annie, cú đấm yếu ớt đó, chẳng khác đi đâu được. Dù sao thì, theo tôi quan sát, thần kinh của anh như thép rồi đấy. Và vấn đề là, Ano, giờ anh phải trốn chui trốn lủi suốt quãng đời còn lại để không ai phát hiện ra bộ da siêu phàm của anh. Chờ đã, sao chứ? Hiểu rồi, Annie, anh làm vậy để câu like. Chà, anh thích là được. Dù sao thì, hãy cẩn thận rằng sự lì đòn đó không đem đến rắc rối cho anh. Ngay cả siêu nhân cũng có điểm yếu mà. Anh thật sự nghĩ rằng không loại vũ khí nào có thể xuyên qua làn da đâu. Bên trong này khá rùng rợn. Hey, ai tắt đèn vậy trời? Ano, tốt nhất anh đừng động vào cái gì. Chuyện gì thế? Ano, chạy mau! Đất mẹ ơi, có vẻ như chúng ta xuyên về thế kỷ 13 rồi. Và ta đang ở thời kỳ của tòa án dị giáo. Một chuyến đi không tưởng. Nhiệm vụ chính của tòa án dị giáo lúc đó là bài trừ kẻ dị giáo. Hey, Ano đã làm gì đâu? Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Họ cho rằng điện thoại của anh là vũ khí ma thuật đen. Tòa án dị giáo trải qua khoảng thời gian không mấy thuận lợi. Khi Galileo chứng minh rằng trái đất quay quanh mặt trời, ngay lập tức nó đi ngược với quan điểm của công giáo. Ano, anh đen lắm. Thời đấy bất kỳ ai tóc đỏ đều bị coi là có dính líu đến ác quỷ. Thả lỏng nào, ít nhất họ mới hỏi cung anh thôi. Ngồi xuống và bình tĩnh đã.
Ghế được làm từ sắt đặc chế nên chúng có thể bị hun nóng. Thường phạm nhân sẽ thú tội sau khi bị tra tấn. Anh phải từ bỏ tà giáo thôi Ano. Trong suốt thời kỳ của tòa án dị giáo, rất nhiều nghi lễ của người ngoại đạo bị coi là ma thuật đen. Họ đã cố để đồng hóa người ngoại đạo đi theo công giáo. Hồi nào Ano, thuận theo họ đi rồi anh sẽ được tự do. Sự thật đúng là tòa án dị giáo đôi khi sẽ để những người hối cải được tự do. Thánh Chúa ơi, giờ tính sao? Có vẻ ai đó cáo buộc anh rồi. Thời đó người ta thường buộc tội ai đó là chống phá để trừ khử họ. Tôi không biết liệu anh chịu được bao nhiêu tra tấn nữa, Ano ạ. Nhìn này, bốt đá của Tây Ban Nha, xiên họng của dị giáo và cái lò của Judas. Ano, tôi cực lực khuyên anh hãy thú hết mọi tội đi. Ok, chỉ cần ký vào đây, anh sẽ thừa nhận mình là thuật sĩ, phù thủy, ma pháp sư gì đó. Tin vui là tra tấn thế là kết thúc. Còn hội tòa án dị giáo thì thực ra là sẽ không xử tử người ta. Sau khi thú nhận, tôi sẽ nhận án phạt từ chính quyền tòa. Hôm nay anh đi làm việc tốt đấy hả? Tất cả chỉ vì bánh donut thôi sao? Anh tệ thật đó. Mà không phải lo, hôm nay anh sẽ có cơ hội làm một việc cực kỳ tốt. Virus tiêu chảy từ Trung Quốc đã lây lan ra khắp hành tinh. Nhưng tôi đã biến máu của anh thành loại vaccine duy nhất. Thế giới này có tới 7 tỷ người, tất cả đều đang săn lùng anh. 195 quốc gia đã đăng ảnh của anh lên toàn bộ các phương tiện truyền thông. Anh nằm gọn trong các cơ sở dữ liệu của cảnh sát và không chỉ cảnh sát. Những lực lượng đặc nhiệm giỏi nhất thế giới cũng theo dõi anh. MI6, Cục Tình báo Anh, cơ quan tình báo lâu đời với 100 năm hoạt động. ISI, cơ quan tình báo quân sự Pakistan, với số lượng nhân viên đông nhất thế giới, 10.000 người. CIA, cẩn thận nha Annie, họ chuyên về tra tấn. Cơ quan tình báo Canada, với ngân sách điều tra lên tới hơn 507 triệu đô. Anh nghĩ mình có thể trốn khỏi bọn họ thật sao? Anh có mặt trên mọi trang mạng ở mọi chiếc điện thoại. Anh nổi tiếng hơn cả Greta Thunberg rồi. Chắc chắn cô ta rất ghen tị với anh, vì dù sao, anh cũng thực sự có thể cứu được nhân loại. Chỉ cần cho họ máu thôi, cho đến tận giọt cuối cùng. Các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất từ các quốc gia đã tìm tới anh. Hải quân SEALS Mỹ, Hiến binh quốc gia Pháp, đội báo tuyết Trung Quốc. Nhưng tất nhiên, ngay cả một em học sinh cũng có thể bắt anh. Big Brother đang nhìn anh đấy. Chỉ riêng tại New York đã có khoảng 20.000 camera giám sát. Chúng chụp ảnh so sánh khoảng cách ngũ quan gương mặt anh, như mũi, mắt, miệng. Dữ liệu sẽ được chuyển thành một mã định danh cá nhân, mã khuôn mặt và được xác nhận với cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, ở các trang mạng tối, bất kỳ ai cũng có thể mua dữ liệu hình ảnh từ các camera tại quán cà phê, bệnh viện, trung tâm mua sắm, thậm chí ngay gần trụ sở chính của FBI. Nghĩa là họ có thể tìm ra anh đã ở đâu chỉ 5 phút trước. Cầm lấy đi, chiếc kính có tích hợp đèn LED hồng ngoại này sẽ giúp anh giấu mặt khỏi camera. Nhờ nó, khuôn mặt của anh sẽ giống như một điểm mù phát sáng mà thôi. Chờ chút đã, còn cục pin. Như vậy vẫn chưa đủ. Anh phải cải trang đi. Lẽ ra anh không nên ăn nhiều donut như vậy. Chúng đã gây ra sự tích tụ quá nhiều khí ga. Hóp bụng vào nào. Nhìn được rồi đấy. Nhưng chó nghiệp vụ sẽ tìm ra anh nhờ mùi axit butyric, một thành phần có trong mồ hôi của anh. Làm vậy cũng vô ích. Chỉ cần 1 gram mồ hôi cũng đủ để chú chó ngửi ra anh từ tận trên nóc tòa nhà 10 tầng hoặc sâu 5 mét dưới hầm bê tông. Tính riêng tại Hoa Kỳ đã có tới gần 7 triệu máy bay không người lái. Đừng vẫy tay nữa, mau cầm lấy thứ vũ khí đặc biệt này đi. Khẩu súng này phát ra một luồng lớn bức xạ điện từ nên anh không cần ngắm bắn. Nó đủ để làm nhiễu sóng các thiết bị bay, khiến chúng bị mất kết nối với máy chủ và rồi mất kiểm soát. Anh làm trò gì vậy? Trà trộn vào đám đông đi, đồ ngốc. Chà, anh phải hôn rồi.
Annie, anh có lời chân chối nào không? Hello. Này Annie, mình đã rút ra được chiêu trò này. Nếu cậu muốn nổi tiếng, cậu phải thật nổi bật. Vai trò ảo thuật thật thì sao nhỉ? Ví dụ nhé, ảo thuật gia Harry Houdini thoát khỏi việc bị chôn sống bằng đôi tay bị trói chặt. Mình nghĩ cậu biết mình đang muốn nói gì đấy Annie. Hôm nay tụi mình sẽ chôn sống cậu lần thứ ba. Và vì mọi người đã thấy cậu bày trò này hàng tá lần trước đó rồi, lần này cậu phải làm điều gì đó thật đặc biệt. Tụi mình sẽ trói tay cậu lại và quan tài sẽ làm từ kim loại. Được rồi anh bạn Annie, sẵn sàng chưa? Đi vào đi. Những lần chôn trước đây, cậu đã học được quy tắc quan trọng nhất. Cậu cần thở thật bình tĩnh và sâu để tiết kiệm oxy. Được rồi, giờ thoát khỏi trạng thái tĩnh, tụi mình cần tháo trói cho cậu. Đơn giản lắm. Mọi thứ cậu cần làm là bẻ gãy một ngón mỗi bàn tay để cậu có thể lách qua vòng trói. Ôi, đừng rên gì nữa đi Annie. Cậu vẫn còn hai ngón tay nữa. Dùng dây trói hoặc tìm cách đập vỡ cái nắp để thoát ra. Quan tài bằng kim loại cho thấy bất lợi ở mọi khía cạnh. Thôi nào Annie, mình đùa thôi. Cậu không thể phá vỡ kim loại ngốc ạ. Cậu vẫn cách mặt đất 2 mét nữa. Áp lực đè xuống cậu nặng cỡ 2 tấn đấy. Nên có thể lần trốn thứ 3 của cậu có thể là lần cuối cùng đó. Annie! 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 Cậu đâu rồi? Cậu đúng là đồ lươn mà. Đúng rồi, cậu đích thị là Annie Houdini rồi. Bằng cách tương tự, Harry Houdini đã trèo qua căn mật thất ở bên cạnh của quan tài và chui vào con hầm. Và sau đó băng qua cửa mộ, anh ấy ngã xuống quan tài từ bên trên rồi bị vùi trong nửa mét đất bụi. Nhưng cánh cửa đâu rồi Annie? Ngạc nhiên chưa? Anu, dậy ngay đi, tôi có bất ngờ cho anh nè. Yên tâm, anh biết là tôi về phe anh trong chứng sợ giao tiếp mà. Nên là tôi đã giúp anh đến một nơi sẽ chẳng ma nào làm phiền được. Tuyệt vời chưa? Đỉnh của đỉnh Everest. Ngọn núi này còn có tên khác là Chomolungma. Đây là nóc nhà của quả đất luôn đó. Tiện thể thì, xưa qua anh nợ tôi 50.000 đô la. Đây là giá trung bình để tham quan khám phá ở đây đấy nhá. Để mà sống sót ở đây thì phải có trang bị cấp cao. Dù sao thì ở đây cũng siêu khan hiếm oxy và lạnh phát khiếp được. Anu, leo xuống nào, nhanh lên, ít nhất là 1 km nữa. Mau lên Anu, nhưng mà đi từ từ thôi nha. Nồng độ oxy ở đây chỉ bằng 1/3 bình thường. Cố mà giữ sức đi. Thiếu khí thở sẽ làm não anh mất nhận thức luôn. Lăn bò được 5 m trong 3 giờ nghe có vẻ chậm chạp quá rồi đấy. May phết là gió ở đỉnh này thổi với vận tốc 200 m/s và nó giúp anh được đấy. Anh bay được tận 8 km chỉ trong 3 phút nha. Nhưng cẩn thận đó, đập vào sườn núi như chơi. May cho anh rơi vào đống rác rồi. Du khách tham quan Everest thải lắm rác trên núi đến mức chính phủ phải trả 2 đô cho mỗi cân rác được thu thập xuống dưới. Ồ, có vẻ anh sắp trả nợ được cho tôi 50.000 đô kia rồi. Anu, đừng có thở nhiều quá. Ở âm 60 độ C mà thở nhanh vậy thì phổi anh sẽ khô đét rồi vỡ luôn. Mà đã ho ở đây thì anh sẽ ho đến gãy xương sườn luôn. Tôi xin lỗi Anu, nhưng mà họ không được phép di chuyển người chết khỏi Everest đâu. Vì bất khả thi chứ sao. Tiết lộ nha, mấy cây xác còn được dùng để đánh dấu độ cao của núi đấy. Chà Anu, ít nhất thì anh cũng trở nên hữu dụng hơn. Ồ, có vẻ anh khoái chỗ này lắm, anh bạn. Nhất là sau trải nghiệm lạnh sút người kia. Cơ mà tôi nghĩ anh đang tận hưởng hơi bị quá đà. Chào anh Anu, có vẻ anh chỉ gặp ảo giác vì thiếu oxy thôi. Có ai đó mang anh về chỗ lửa trại để sưởi người nè. Mừng cho anh vì tỉnh lại. Cơ mà còn đến 6 km nữa cơ mới kết thúc. Không may là tôi nghĩ anh không còn tí sức nào để lết về nhà đâu. Chờ đã, Anu, tôi có ý này nè. Anh thử bắt chước Marco Siffredi xem. Năm 2001, người ta xuống khỏi Everest bằng ván trượt tuyết đấy. Tôi tin anh nhất, Anu. Ê, có vẻ không ổn áp lắm. Xương gãy liên hoàn và cuối cùng là tê cóng cả người. Nhưng chúng ta đến mặt đất rồi. Anu, không thể tin được. Thôi nào hét lên đi Anu. Hooray! Ôi Anu, tôi đùa thôi mà. Anh không được hét ở chỗ này đâu. Lở tuyết như chơi đấy.
Thôi đừng lo Anu, tôi sẽ để anh ở đây. Dù sao thì anh vẫn nợ tôi 50.000 đô. Anu, đúng là anh mà. Vâng, hôm nay chắc chắn không phải là ngày của anh. Anh trông không ổn lắm. Nhưng rất đáng, anh ấy đã khiến nhiều người thấy vui. Chờ đã, anh đang hôn mê ư? Nhìn anh, tưởng như anh đã chết, nhưng bên trong thì vẫn còn sống. Trong khi hôn mê, anh không thể phản ứng với các kích thích bên ngoài. Vì thế, anh sẽ là fan K-pop đỉnh nhất. Và có thể nghe đi nghe lại một bài hát trong nhiều năm. Con người có thể hôn mê từ vài ngày đến hàng chục năm. Edut Obara hôn mê ở tuổi 16 và trải qua 42 năm như vậy. Theo lời kể của bệnh nhân, trong thời gian hôn mê, họ cảm thấy như một loại vật chất nào đó. Họ lang thang dọc theo hành lang dài và ẩm thấp, mê cung, đi qua các cơ chế phức tạp. Mức độ hôn mê được xác định bằng thang điểm hôn mê Glasgow. Trong đó 15 điểm là ý thức rõ ràng và 3 điểm là bại não. Anu, họ sẽ tắt máy đó. Dậy đi và mình hứa không thí nghiệm lên anh lần nào nữa. Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cố lên Ani, anh làm được mà. Và đừng nghĩ rằng tôi cảm thấy có lỗi vì mọi chuyện nhỏ nhặt này. Hay tôi quan tâm đến các bình luận yêu cầu cho anh ấy nghỉ ngơi. Có ai đó giấu tên đã mời anh ấy một kỳ nghỉ miễn phí trên hồ. Chỗ này thật đẹp và đáng ngờ là khá quen thuộc. Ôi trời, đó là Jason Voorhees. Jason là một gã điên cao hơn 2 mét với khao khát bạo lực khủng khiếp. Cố chạy thoát thân hay trốn đi là điều vối. Anh ta có một khả năng không giải thích được, đó là đột ngột xuất hiện sau lưng nạn nhân. Tấn công là hình thức tốt nhất để tự vệ. Hãy đặt một cái bẫy. Sau khi bị sét đánh, Jason trở nên siêu chịu thương, nhưng vẫn không thể chống lại một chiếc cưa. Ôi trời, trông bạn như con khỉ ôm quả lựu đạn vậy. Tôi không thể tin tưởng bạn bất cứ điều gì. Thật bất ngờ, Jason có lẽ không muốn bạn chết bằng bất kỳ cách nào, ngoại trừ dưới tay anh ta. Sao bạn lại vui như vậy? Voice luôn hồi sinh như vậy, nên bạn cần nhanh chóng nghĩ ra phương án B. Nếu không thể bị đánh bại, thì bạn cần hạn chế khả năng di chuyển của anh ta. Bạn có thể đổ bê tông lên chân anh ta, sau đó anh ta không thể chạy theo bạn nữa. Thế nhưng có một vấn đề, bê tông cần vài giờ để cứng lại. Bạn chỉ cần để ý Jason và làm chân anh ta bị thương mỗi khi anh ta bắt đầu chữa lành. Bây giờ hai bạn có thể sống cùng nhau suốt đời. Anu, hãy nhắm vào chân. Sát thương sẽ mạnh hơn và việc hồi phục sẽ lâu hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Anu, là bố đây. Hôm nay anh câu cá trên đảo Sentinoa. Nhưng sao anh dám đặt chân lên đây, Anu? Chúc mừng, anh đã rơi vào tay bộ tộc hoang dã và thù địch nhất trên thế giới. Và họ không thích khách cho lắm. Mình sợ họ sẽ ăn thịt anh mất. Từ da của anh, họ có thể làm 8 cây trống. Từ tĩnh mạch thì 5 cây cung. Và từ hộp sọ thì một cái cốc lớn. Và da đầu sẽ dùng trang trí cơ thể của tù trưởng. Anu, anh đi đâu vậy? Wow, mình không nghĩ người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Mấy người này sẽ làm gì đấy thực sự hữu ích với cơ thể của anh. Cơ thể anh bao gồm 70% nước, 24% chất hữu cơ và 6% chất vô cơ. Trong dưa chuột cũng rất nhiều nước, khoảng 85-90%. Vì vậy, thực chất anh là quả dưa chuột có cảm xúc. Từ 6% nguyên tố vô cơ còn lại có thể tạo ra nhiều thứ hữu ích. Trong cơ thể anh có đủ sắt để đóng chiếc đinh dài 6cm. Cơ thể anh cũng chứa lượng đồng để tạo ra cặp tai nghe. Và tất cả chỉ khi anh vẫn còn sống. Anh thậm chí có thể cắt bỏ hầu hết các cơ quan nội tạng của mình mà vẫn sống được. Cơ thể con người có vẻ mỏng manh, nhưng anh có thể sống ngay cả khi không có dạ dày, lá lách, 75% gan, 80% ruột, một quả thận, một lá phổi và hầu hết bộ phận nằm trong xương chậu và khoang bẹn. Tất nhiên, anh sẽ khó giống như quả dưa chuột, nhưng nó sẽ không giết anh đâu, mà còn có mấy chiếc tai nghe miễn phí đấy. Chất lượng thì hơi đáng ngờ.
Ôi, một rắc rối nhỏ đã xuất hiện. Ano, đừng hoảng nha. Anh đã bị trôn sống. Giống như Rodrigo Cortez. Ha ha. Dừng việc la hét lại đi. La hét chỉ khiến nỗi sợ, nhịp tim gia tăng, rồi kéo theo cả lượng không khí anh thở nữa. Anh có tối đa 2 giờ để hít thở trước khi lượng oxy trong quan tài được dùng hết. Ano, điện thoại. Anh chỉ ở độ sâu có 2 mét thôi. Hoan hô, vẫn còn một vạch sóng. Hãy gọi cho người thân đi, họ sẽ cứu anh. Nhưng cũng chưa chắc, bởi vì họ đều nghĩ anh đã chết. Nên cuộc gọi này chắc là của đứa mất dạy nào trêu mà thôi. Thử đăng lên internet đi. Nhất định họ sẽ thấy bài anh đăng. Chỉ là sau khi họ like ảnh con mèo trong bộ đồ hài hước, ảnh mới của Ariana Grande và món khoai tây rất hề. Có rồi, bài đăng có gắn địa điểm sẽ được tương tác nhiều hơn 79%. Đăng bài nói đã tìm thấy dầu mỏ thì 100% sẽ nhận được sự chú ý của Donald Trump. Trong những tình huống nguy cấp, bản năng của con người thường trỗi dậy. Trời, tôi đã hy vọng nó sẽ thức tỉnh bên trong anh chứ. À no, con người thường gặp ảo giác khi bị thiếu oxy. Hay là chúng ta thử Google xem sao? Đừng cố đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của anh nữa. Ra khỏi vùng an toàn đi. Hết cách rồi. Kill Bill phần 2. Hãy làm như Uma Thurman nào. Anh cần đấm ra một cái lỗ trên nắp quan tài. Tâm hồn mạnh mẽ lên. Thu hết sự giận dữ lại như Naruto. Anh có đau không? Anh cần đập vỡ nắp quan tài. Tìm trong túi anh xem có đồ gì không. Ôi, Ano, cái gì vậy? Tha cho tôi đi. Có ra khỏi quan tài anh cũng không cần thứ này đâu. Ồ, cái này được. Xuyên thủng, đấm. Cố gắng như thể anh đang thoát khỏi phát xít hoặc những bài hát rên rỉ của Billie Eilish. Thành công rồi. Bây giờ hãy dồn hết đất cát vào quan tài để dọn đường đi ra. Anh phải cởi áo rồi buộc chặt lên đầu nữa. Như vậy để cho khỏi bị chết ngạt bởi lượng đất đá rơi vào đầu. Ano, 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 anh dậy đi, lại bị ảo giác nữa hả? Một người sẽ trèo lên dễ dàng hơn nếu độ sâu hố bằng hoặc thấp hơn chiều cao của họ. Nhưng vì đây là 2 mét nên anh hãy cố bò lên như con sâu nhé. Ano, sắp được rồi, xin chúc mừng, anh vẫn còn sống, anh dọa mọi người quá đấy, lần sau đừng chết như vậy nữa nha.